Tết đến là dịp để gia đình đoàn viên sum họp, nhưng Tết cũng là lúc người trẻ đối diện với đủ nỗi lo toan. Về quê một cái nha, biết bao nhiêu thứ phải chuẩn bị, chị sợ nhất là hàng xóm. Từ lương thưởng cho đến quà cáp và cả những câu hỏi kém duyên khiến người trẻ đắn đo giữa việc có nên về quê ăn Tết hay không. Nghi nó làm công ty gì vậy sao? Lương nó nhiều không? Nó có nói với Sáu cái chuyện mà bồ bịch yêu đương chồng con. Mấy ngày Tết để gia đình sum vầy mà nói không về là không về. Về hay không về, đâu mới là quyết định thỏa đáng. Đừng có đặt vấn đề nặng quá, mình quên đi cái giây phút hạnh phúc của gia đình. Gần những ngày Tết đó, hầu như là mẹ em luôn muốn tất cả mọi người phải quay quần về nhà. Nếu mà mình về mà mình có chịu một vài những cái điều mà không mong muốn được nghe lắm thì coi như mình bịt tai lại đi, mình nghe những cái điều yêu thương từ gia đình mình thôi. Sống là phải vì người khác, nhưng có những cái bối cảnh, những cái thời điểm mà mình sống là mình phải vì mình. Mình hãy tạo ra những cái dấu cộng trong đời sống tinh thần của mình. Hãy đón xem chương trình Quyền Năng Phái Đẹp chủ đề Tết này con không về, phát sóng lúc 19:15 thứ Sáu ngày 17 tháng 1 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.